Xin chào quý cô chú anh chị, Mạnh Thường Quân, bạn bè gần xa trong nước cũng như ngoài nước đang đến với kênh YouTube khán giả thiện nguyện Thiện Tâm. Thì hiện tại xe cứu thương cộng đồng đang hỗ trợ một hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn giao thông đi bệnh viện trung tâm chính hình thành phố Hồ Chí Minh nha quý cô chú anh chị. Bạn ghé đổ xăng. Đây là người bệnh nha quý cô chú anh chị. Anh vui lòng cho em biết là chị bị tai nạn giao thông này lâu chưa anh? Đến nay 3-4 ngày hả anh? Dạ. Chị bị ở đâu anh? Hòa Khánh. Dạ. Rồi chị tên tuổi với địa chỉ, đọc địa chỉ giùm em, nói lớn giùm em. Mai Văn Thuận, Mai Thị Thuận. Mai Thị Thuận. Ấp Tân Sơn, xã Cửu Nghiệp, Cà Lậy, Tiền Giang. Thì hiện tại đây là cũng khoảng 3 giờ khuya nha quý cô chú anh chị. Đang xe đang hỗ trợ cho chị Thuận đi lên trung tâm chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh để mổ. Tại xe đang dừng cho người nhà đi vệ sinh nha mọi người, tạm dừng chân. Tiếp tục cuộc hành trình đến chuyển bệnh đến bệnh viện trung tâm chỉnh hình nha quý cô chú anh chị. Tại đã ra ngoài cao tốc rồi nha quý cô chú anh chị. Khúc này gần cầu Bình Điền quá anh Lý. Cầu Bình Điền. Đã gần tới cầu Bình Điền rồi. Mình đi giờ ít kẹt xe, khoảng có chừng 6:30 chút xíu, 6:30 7 giờ bắt đầu công nhân đi kẹt cho rồi. Dạ. Dạ, hay đường cống.
bấm chỉnh hình rồi. Quẹo vô nữa là tới rồi nha quý cô chú anh chị. Hiện tại đã đến bệnh viện trung tâm chỉnh hình rồi nha quý cô chú anh chị. Trung tâm chỉnh hình nha quý cô chú anh chị. Bánh mì chả lụa đây. Bánh mì chả lụa đây. Bánh mì chả lụa đây. Chỗ nào đang chạy qua? Bên đường tên lửa anh. Tên lửa hả? Ừ.